Minh Đường Tử Vi Hoan Hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 20 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay tam hợp mang lại cảm giác muốn kết nối khiến người tuổi Tý độc thân có thể có ý định hàn gắn một mối quan hệ đã không thành nhưng bạn nên cẩn thận vì đó có thể chỉ là những xúc cảm nhất thời. đừng nên vì quá cô đơn mà không suy xét kỹ hành động của mình. chính tài mang lại may mắn cho người tuổi tý về tiền bạc nếu có việc gì cần thực hiện thì nên tiến hành trong ngày hôm nay. vận may về tiền bạc không được lâu, bạn phải chấp cơ hội nhưng cũng đừng vì thế mà tham lam đấy nhé. ngũ hành tương sinh dự báo sức khỏe của bạn mệnh lúc này rất tốt nhất là những ai đang ốm thì khả năng hồi phục rất nhanh. hôm nay bạn ăn cũng thấy ngon miệng hơn và bạn ngủ cũng rất ngon giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, sửu. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim, nên yên phận, không nên mưu sự tính toán sẽ không thành. Tài lộc có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không nên tính toán gì thêm. Tránh sự tranh cãi đôi co vô ích, có nhiều tin tức khác nhau về việc mong cầu. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy, nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên có tin xa hoặc có người ra đi hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp rủi ro tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc không nên tránh né mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng có tin xa hoặc có cuộc đi di chuyển có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ mọi việc không nên xem thường tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn trái ngược đề phòng sức khỏe không tốt không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui, nếu là công việc thì không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi. Có tin xa hoặc có cuộc đi, di chuyển. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, hình hại vô ơn nhắc nhở người tuổi Sửu nên cẩn thận với niềm tin của mình. Bạn có thể tốt với họ nhưng điều ngược lại thì không ai dám chắc chắn. Một số người, đặc biệt là những người thân thiết có thể nói dối bạn. Vì vậy, lời nói dù có mật ngọt đến đâu, bạn vẫn nên tự mình kiểm chứng thông tin. Người tuổi Sửu cần phải suy nghĩ một cách vô cùng thận trọng về những hành động mà bạn làm ngày hôm nay. Bởi vì kiếp tài thực ra có tác động nhiều hơn là bạn suy nghĩ ban đầu đấy. Khi bạn làm việc cẩn trọng, có đầu có cuối thì bạn sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều hơn sau đó. Trong khi bạn nghĩ rằng một điều nào đó đã đi qua, rắc rối nào đó đã được xử lý ổn thỏa thì thực tế không phải như vậy. Dường như ai đó vẫn có những tức giận, bực dọc với bạn mà chưa hóa giải được cảm xúc của họ. Đây là ngày để thẳng thắn đối mặt và tìm cách giải quyết đấy. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ tị ngọ. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Không nên trông chờ vào quý nhân hoặc những người đã giúp đỡ mình từ xưa. Có chuyện phiền lòng hoặc họ không có khả năng công việc có thể giải quyết vào một ngày khác, sự mong cầu về tiền bạc cũng vậy. tình cảm tốt. tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, mọi việc nên có sự chậm rãi. dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi. đứng trượng chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì nên tiến hành nhanh chóng nên đi xa di chuyển ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa hoặc thay đổi công việc hao tốn về giao thiệp nhưng cũng không nên kéo dài không nên để người khác xen vào chuyện của mình hãy tự mình giải quyết tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở khó khăn cần phải có sự khéo léo mới có kết quả nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay mọi việc chưa đến lúc kết thúc đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi, giao thiệp, không nên ở lâu. Nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Ngày có nhiều sự việc xảy đến, tốt xấu lẫn lộn. Nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh, dễ gặp sự phá ngang, bỏ dở, hoặc do tiếp khách, có tin khác. Tử vi tuổi dần, nếu việc gì không vừa ý người tuổi dần đừng vội nóng giận làm hỏng mọi việc, nhất là dưới sức ép của Lục Sung. Bản mệnh có phần thiếu suy nghĩ thấu đáo nên có thể hành xử sai trong ngày này đấy nhé. Thiên quan nhắc nhở người tuổi dần nên cố gắng sửa chữa một sai lầm nào đó mà bạn từng gây ra trong quá khứ. Trong bạn, những mâu thuẫn, ưu tư nội tâm ngày này khá phức tạp, nhưng đôi khi điều quan trọng chính là học cách tha thứ cho chính mình đầu tiên, bạn nhé hôm nay, quan điểm về tiền bạc của bạn và ai đó trong gia đình có vẻ không giống nhau, điều này có thể gây nên những tranh cãi, những thảo luận căng thẳng. Dù gì thì cũng hãy luôn tôn trọng quan điểm của mọi người thay vì khăng khăng bảo vệ mình nhé. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của bổn mạng. Mưu sự còn gặp nhiều trắc trở, không nên làm càn, bất lợi. Nên có sự hòa hoãn, nhẫn nhịn mới qua được trở ngại. Ngày không nên quyết định các việc lớn về công danh, tài lộc, tình cảm. Mọi việc còn chưa sáng tỏ. Nên ngồi yên tại chỗ. Đi xa bất lợi, tài lộc kém. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến. Ngày có khách hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự đáo hạn, đến hẹn, thay đổi công việc, di chuyển. Tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của buồn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Đề phòng công việc dở dang hoặc phải bỏ ngang phải làm lại nên nhẫn nại có tài lộc nhỏ hoặc cầm tiền đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao hạp nghề nha khoa cơ khí máy móc tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng dù công việc có gấp gáp hoặc thuận lợi đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ tâm tình bất an đi xa di chuyển gặp trở ngại chút ít tử vi tuổi mão. Hôm nay là một ngày mà người tuổi mão có thể nhận được nhiều lời khuyên, tư vấn từ những người xung quanh. Nhờ chính quan mà bạn nhận ra rằng, quả thực là chúng hữu ích hơn là bạn mường tượng ban đầu đấy. Hãy cố gắng nhẫn nại để lắng nghe và nghiền ngẫm chúng nhé. Kim Mộc Sung khác dự báo một ngày khá rối bời với vô số công việc phải giải quyết, vô số người phải tương tác và cách duy nhất để bạn có thể xử lý tốt tất cả là sự nhẫn nại tối đa, theo tử vi hàng ngày cho thấy, bạn hãy cố gắng kiểm soát những cảm xúc của mình và tập trung tốt vào công việc mà bạn được giao phó nhé. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2021 dương lịch là ngày can nhâm, ngày can nhâm không trị bệnh ở thận. Do đó, bản mệnh không nên tác động lên vị trí này trong ngày này. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm chớ nên tính toán chỉ đưa đến sự chia tay hoặc phiền lòng mà không nói ra việc làm không nên thay đổi nên giữ nguyên tình trạng và hành động một cách bình thường sự mong cầu về tiền bạc còn chậm có sự hao tốn về tiệc tùng gặp gỡ giao thiệp các việc đáo hạn tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý mọi việc vẫn còn chậm chạp nên thay đổi ý định trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ. Chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác. Sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành công việc. Không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc trong công sở bị hàm oan hiểu lầm có tin tức không tốt cho những chuyện đã trù tính trong quá khứ mọi việc không nên nóng nảy hay vội vàng quyết định hãy chờ đợi vào một ngày khác và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại có tin tức ở xa của người thân nhưng không hài lòng tài lộc trung bình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui, trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng. Hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi Thìn. Hôm nay tam hợp xuất hiện hứa hẹn là một ngày đầy cảm xúc của người tuổi Thìn, có thể liên quan đến đời sống tình cảm, công việc hay các khía cạnh riêng tư nào đó có vẻ bạn đang để cảm xúc lấn át lý trí khi đưa ra các quyết định quan trọng của ngày này đấy nên chấn chỉnh lại điều đó nhé dù sao hôm nay cũng có sự xuất hiện của tỷ kiên người tuổi thì nên thận trọng một chút khi chia sẻ những thông điệp của mình có thể dụng ý của bạn không phải là xấu tuy nhiên đối phương lại có cách suy nghĩ khác nhất là nếu cách bạn truyền đạt thông điệp có thể chưa thực sự phù hợp khéo léo hơn trong ứng xử nhé ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại quan trọng là bạn có biết để nắm bắt hay không cũng có thể là có người cho bạn vay tiền để bạn thoát khỏi rắc rối hiện tại. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn, gặp người lạ cũng không nên vồn vã nghe theo dễ gặp điều bất lợi. Ngày hoàn toàn không tốt cho mọi quan hệ giao thiệp tình cảm. Sự mong cầu về tài lộc cũng không nên nếu có thì cũng có sự phân chia mít lòng hoặc mình chỉ là người trung gian trong vấn đề tiền bạc và có sự nghi kỵ ngấm ngầm dễ hao tài tin tức không tốt không nên tranh luận tranh cãi tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có tin tức ở xa mọi việc không nên tranh cãi hấp tấp và cũng không nên quá tin vào kinh nghiệm tính toán của mình có sự đảo lộn làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu có cuộc đi ngắn hoặc được mời có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả, tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim. Ngày xấu, nếu có tài lộc cũng phải khó khăn, chắc trở hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết định kỳ. Có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật hoặc gặp rủi ro buồn phiền tang tóc tai nạn đau ốm mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên tránh mọi chuyện tranh cãi hoặc đương đầu sẽ không có lợi sự việc không phải là đơn giản không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình tuy nhiên cũng không nên nản trí sẽ có kết quả Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Tử Vi tuổi Tỵ, thân Tỵ tương phá dự báo có thể có điều gì đó đã gây áp lực lên người tuổi Tỵ ngày hôm nay, tuy nhiên thậm chí bạn không nắm bắt được rõ vấn đề đó là gì. Cách tốt nhất chính là nên chậm lại để suy xét mọi việc và tìm đến sự giúp đỡ. Đừng tự vật lộn nếu như bạn biết rằng điều đó chẳng ích gì. Thiên Ấn giúp cho người tuổi Tỵ có sáng kiến mới thay đổi dịch vụ hiện tại mà bạn đang cung cấp lên một tầm cao mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Nhiều người được làm việc mình thích nên bạn vẫn ham mê làm việc, không có chút áp lực nào dù hôm nay là ngày nghỉ. Hỏa kim sung khắc khiến mối quan hệ của các cặp đôi dễ bị căng thẳng, mâu thuẫn chỉ vì một vấn đề nhỏ. Hãy tôn trọng ý kiến của đối phương, chỉ khi đó bạn mới có cách hành xử phù hợp thì mới bớt tranh cãi vô lý với một nửa của mình. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ thân dậu tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đề phòng có người nói xấu mình hoặc kèn cửa trong công việc hoặc gặp nhiều sự khó khăn trắc trở tuy nhiên đây chỉ là vấn đề bắt buộc phải gặp đụng chạm nên giữ hòa khí giao hào và biết chia sẻ tôn trọng lẫn nhau thì mọi việc sẽ hanh thông có cuộc đi ngắn có quà nhỏ hoặc có tin tốt lành về tình cảm tiền bạc còn chậm tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nên ra đi giải quyết công việc hoặc mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh công việc hiện tại không nên trông chờ vào tình cảm của người mình cần gặp tự mình phải chứng tỏ khả năng mới có kết quả có tin xa có tài lộc nhưng dễ hao tốn chi phí tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa ngày dễ có sự hao tốn chi phí nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim còn đám mây mù che khuất mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý ngày có sự tiến thoái lưỡng nan, nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, tài lộc vào nhanh ra nhanh. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. tử vi tuổi ngọ. Một ngày mà nhờ sự chăm sóc, nâng đỡ của chính ấn mà người tuổi ngọ trở nên đầy mơ mộng, lãng đáng, thế nên bạn sẽ khó có thể giải quyết mọi công việc một cách hiệu quả được. Nếu bạn có một quyết định quan trọng nào đó cần phải đưa ra thì hãy chờ một thời điểm thích hợp hơn nhé. Ngũ hành xung khắc khiến việc giao tiếp của sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, bạn nên để ý nhiều hơn trong việc truyền tải thông tin mới có thể suôn sẻ. Hãy chắc chắn rằng mọi người nắm rõ vấn đề với cách giải thích đơn giản bạn nhé theo hải thượng lãn ông ngày 16 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ tí tuất. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Việc đến như thế nào thì làm y như vậy không nên nghe lời bàn tán của người khác, cũng không nên tự mình có sự giải bày chỉ thêm thị phi, tranh cãi. Tài lộc chậm chạp, hoặc chỉ là lời hứa, tin tức tất cả sự mong cầu chưa có kết quả nhưng không nên chán nản nói chung là không nên mưu sự chuyện lớn lao chỉ làm việc bình thường cũng không nên đi tìm tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên giới hạn trong việc giao thiệp vui chơi dễ hao tài nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức có sự ra đi di chuyển nhưng cũng có tin buồn về chuyện này mọi việc chưa có thể kết thúc tiến thoái lưỡng nan ngày có nhiều áp lực trở lực tránh mọi sự thị phi tranh cãi cầu tài lộc bất lợi dễ hao tán tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả và cũng không để chuyện tình cảm gặp gỡ xen lấn không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin buồn. Tử vi tuổi mùi. Trong khi người tuổi mùi muốn guồng quay quen thuộc của đời sống thay đổi đôi chút thì dưới sức ảnh hưởng của kiếp tài nên những trách nhiệm công việc, những đòi hỏi sẽ thôi thúc bạn không ngừng nghỉ, khiến bạn thậm chí không còn thời gian để thả lỏng và thư giãn hay đeo đuổi những mơ ước của mình. Cách tốt nhất là hãy hoàn thành những trách nhiệm được giao đã. Ngũ hành tương sinh giúp bạn có những kế hoạch tài chính phù hợp với hiện tại. Nhiều người tiết kiệm được một khoản khá khá sau một thời gian không ngừng tích lũy từ những khoản nho nhỏ mà vốn trước đây bạn đã từng xem thường. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng tây nam phía ngoài nhà kho và phòng bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới những nơi này nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tuất. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim. Có sự kết thúc hoặc khởi đầu lại cho công việc, có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn, mọi dự tính đều phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Gia đạo yên vui hoặc gặp được thân nhân, bè bạn tốt lành. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn. Tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, có khách đến không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn mọi việc nên từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác tài lộc trung bình sự mong cầu về tin tức còn chậm hao tốn về chuyện giao thiệp gặp gỡ những chuyện định kỳ tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có khách đến không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử Vi tuổi thân thực thần mang lại phúc lộc dồi dào cho người tuổi thân trong ngày hôm nay đó có thể là lộc ăn uống tiền bạc nữa đấy tinh thần đang lạc quan bạn rất thích giao thiệp với mọi người thế nhưng đừng vì vui mà ai bắt hứa làm gì cũng vội vàng đồng ý kim khí vượng là lúc bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi hôm nay là ngày cuối tuần bạn không nên ôm đồm nhiều công việc quá làm gì lúc này bạn cần nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho một tuần bận rộn sắp tới Hôm nay là ngày trực thu, nên làm những công việc có sự thu hái kết quả như thu hoạch hoa màu, ngũ cốc, dựng kho tàng, cất chứa của cải. Kiêng những công việc có tính chất khởi đầu. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng, nên chờ tin khác. Có nhiều sự cản trở rắc rối, và có nhiều tin tức không tốt về công danh, bổn mạng, tài lộc, tình cảm gia đạo có chuyện buồn bất an tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn cuối ngày có chuyện vui nhỏ nhưng không nên kéo dài tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả ngày có nhiều việc thay đổi, đột biến bất ngờ. Việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận, càng chậm càng tốt. Có tin xa, tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô xát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy tài lộc kém. Tử Vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, làm gì cũng nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu, có cuộc đi ngắn hoặc được mời, nên cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Có tin xa nhưng cũng không tốt, tính toán nhiều quá dễ hao tài lộc. Tử Vi tuổi dậu tam hội hỗ trợ cho người tuổi dậu có thể hóa giải những căng thẳng trong các mối quan hệ do trước đây hiểu nhầm mà xa mặt cách lòng suốt thời gian qua. Bản mệnh nên biết rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình, giúp tâm bạn được thành thơi hơn đấy. Ngày mới khởi động khá tích cực, tuy nhiên sau đó, do có một tin không vui do thương quan đưa tới nên với sự việc diễn ra khiến cho người tuổi dậu bắt đầu có suy nghĩ bi quan. Đừng để chính những cảm xúc thiếu căn cứ ấy tác động đến bạn và khiến bạn đưa ra các quyết định có phần u ám nhé kim khí vượng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, bạn làm gì cũng nhanh mệt mỏi hơn, không thể di chuyển đâu xa. Bạn không nên thức quá khuya sẽ khiến bạn nhanh bị kiệt sức. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày không nên mưu cầu việc lớn lao, cũng không nên tranh cãi sẽ gặp nhiều rủi ro, buồn phiền, có sự tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc, xe cộ, vật dụng, nơi ăn trốn ở. Nếu ngày này là ngày đã có dự tính tiến hành công việc hoặc thay đổi thì nên cẩn trọng và xem xét lại những dự tính của mình còn thiếu sót hay không. Hãy quên chuyện cũ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Nên ra đi giải quyết công việc hoặc mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Không nên trông chờ vào tình cảm của người mình cần gặp, tự mình phải chứng tỏ khả năng mới có kết quả. Có tin xa, có tài lộc nhưng dễ hao tốn chi phí. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng có tin về sức khỏe tình cảm nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình tài lộc trung bình, ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc hiểu lầm. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi Tuất. Tam hội là tín hiệu tích cực khuyến khích người tuổi Tuất nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân, bạn bè của mình trong ngày hôm nay. Hôm nay nếu có điều gì phải đưa ra lựa chọn thì bạn nên ưu tiên những mối quan hệ thân thiết gần gũi hơn. Đừng đặt nặng những cảm xúc của mọi người xung quanh hay những lời nói mà bạn nhận được từ họ ngày hôm nay nhé người tuổi Tuất. Do tỷ kiên nên bạn trở nên mong manh, yếu đuối hơn bao giờ hết. Nên tập trung vào công việc của mình, thay vì để những tác động ấy ảnh hưởng quá lớn đến bạn và khiến bạn không thể thoải mái trong những suy nghĩ của chính mình. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu, dậu. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Sự mong chờ về tin tức còn chậm hoặc có sự sai hẹn, rời hẹn. Không nên dính líu đến chuyện người khác chỉ đem lại sự phiền lòng nếu có được mời dự tiệc đình đám cũng không nên đi quá xa trong vấn đề tình cảm không tốt tài lộc trung bình hoặc có lộc ăn quà tặng ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ bè bạn tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy không nên e ngại khi nhờ người giúp đỡ hoặc vay mượn nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim ngày không tốt mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren lo âu từ công việc cho đến tình cảm sức khỏe gia đạo bất an mọi việc đều chưa kết thúc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt chuyện tình cảm nên cẩn trọng về lời nói, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Hao tài về giao thiệp, giải trí, vui chơi. Tử vi tuổi hợi Thân hợi tương hại khuyên người tuổi hợi hôm nay đừng dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động tương tác bạn bè, điều đó có thể khiến cho bạn không còn phút nào để dành cho chính mình. Bạn còn các kế hoạch, có mục tiêu giang dở và vì thế, nên nỗ lực để hoàn tất chúng trước đã nhé thiên tài trợ giúp cho người tuổi hợi có nhiều nguồn thu đổ về, nhất là những ai kinh doanh online dễ bán hàng hơn bao giờ hết. Một số người còn được người thân cho tiền, được hỗ trợ trong lúc khó khăn. Ngũ hành tương sinh giúp cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này được cải thiện đáng kể. Có thể thấy, bạn đang đi đúng hướng trong việc chăm sóc bản thân, hãy tiếp tục duy trì những thói quen tốt nhé. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ tuất dần tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Làm việc gì cũng không nên hấp tấp, vội vã dễ gặp rủi ro, kết quả không được như ý. Chuyện tình cảm không nên dây dưa, và cũng nên nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt, dễ mất uy tín. Có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Nếu có người đề nghị hoặc giúp đỡ thì nên việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác. Sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành công việc. Không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.